trong kính đức tổng giám mục marak Saleski, đại diện tòa thánh tại việt nam trong kính đức tổng giám mục du xe chủ tịch hội đồng giám mục việt nam trong kính quý đức tổng quý đức cha trong kính quý cha tổng đại diện quý viện phụ quý đức ông quý cha giám đốc quý bể trên và quý cha kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo và chính quyền các cấp kính thưa quý vị chức sắc đại diện các tôn giáo bạn Kính thưa quý tu sĩ, quý khách, quý ân nhân, thân nhân, bản hữu cùng toàn thể quý vị đang tham dự thánh lễ. Xin cho phép con được ngỏ một đôi lời cảm ơn trong ngày lễ truyền chức giáo mục của con hôm nay. Trước hết và trên hết, con xin mượn lời Kinh Magnificat để thưa lên với Chúa trong giây phút thiêng liêng và trọng đại này. Đứng toàn năng đã làm cho con biết bao điều cao cả. Vâng nhìn lại chặng đường 57 năm làm con chúa và 24 năm sứ vụ linh mục. Con xác tín rằng chính bàn tay quyền năng của chúa đã dưa dẫn con một cách thật kỳ diệu trên vàn nẻo đường đời đầy bất chắc nhưng cũng có rất nhiều bất ngờ và chứa chan hồng ân. Vì trên hành trình mục vụ con được diễm phúc cộng tác với những vị chủ chăn và các anh chị em, các anh em linh mục và các giáo dân nhiệt thành và thánh thiện. Nhờ đó, con tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu và hữu ích trong cuộc đời linh mục của mình. Quả thực nhìn lại mỗi chặng đường đã đi qua, con thông tin rằng có Chúa cùng hoạt động trong hành trình sứ vụ. Hôm nay, cũng bởi lòng yêu mến lớn lao cho dấu chúa biết con bất xứng nhưng đã tuyển chọn con cho con được trở thành người kế vị các thánh tông đồ để con có cơ hội phụng sự chúa và phục vụ cộng đoàn nhiều hơn đặc biệt kỳ diệu thay tay chúa an bài bởi cách đây 57 năm cũng vào ngày này Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi nhận sứ vụ mục tử của giáo phận Ban Mươi Thuật. Vì thế, giờ đây, con chỉ biết mượn lời Thánh Vịnh 116 để khiêm tốn thưa lên. Biết lấy gì để đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho. Thứ đến, con tạ ơn Đức Thánh Cha Phan Cô với tấm lòng hiền phụ, đã yêu thương, tuyển chọn và cho con được tham gia vào hàng ngũ giáo mục, gắn kết đời con với giáo hội Chúa Kitô để phục vụ giáo phận và phục vụ dân Chúa. Với lòng hiếu thảo, con xin tạ ơn đứng kế vị Thánh Phêrô. Con xin tri ân Đức Hồng Y Louis Antonio Tagli, Tổng trưởng Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc cùng các vị hữu trách trong quý bộ đã tín nhiệm giới thiệu để đức thánh cha đặt con làm mục tử phục vụ đoàn dân chúa tại giáo phận ban mưu thuật với lòng kính mến con xin tri ân đức tổng giáo mục marak zaleski đã tín nhiệm và tiến cử con làm giáo mục giáo phận ban mưu thuật lên đức thánh cha đặc biệt đã tận tình hướng dẫn và khích lệ con trong giai đoạn tuyển chọn để con an tâm đón nhận sứ vụ mới mà giáo hội trao phó với lòng biết ơn và cảm mến sâu xa, Con Citian Đức Tổng Giám mục yuse Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Ferro, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha đã chúc mừng con nhất là đã hiền diện trong thánh lễ hôm nay để đặt tay chúc phúc cho con và mở rộng vòng tay đón nhận con vào giám mục đoàn. Sự hiền diện của quý đứng bậc là một dấu chỉ sống động của một giáo hội hiệp hành và đồng thời là một sự khích lệ lớn lao cho con ngay những giây phút khởi đầu sứ vụ mới của con. Đặc biệt, với lòng biết ơn, con xin tri ân Đức Cha Vinh Sơn vì chủ chăn tiền nhiệm khả kính của con. Được cộng tác với Đức Cha trong nhiều năm qua là thời gian hết sức quý báu để con tích lũy được nhiều kinh nghiệm mục vụ hữu ích cho sứ vụ mới sắp tới của con. Đức cha không chỉ tín nhiệm giới thiệu con làm giáo mục Mà còn hướng dẫn và khích lệ con trong giai đoạn chuẩn bị đón nhận sứ vụ Đặc biệt hôm nay đã vui lòng nhận lời làm chủ phong Đặt tay chuyển chức giáo mục cho con Con xin cảm ơn Đức cha Khởi đi từ hồng ân lớn lao hôm nay Con xin tri ân Đức cha Doan giáo mục giáo phần Xuân Lộc đã nhận lời chủ sự và chia sẻ lời Chúa trong nghi thức tuyên xưng đức tin của con con cũng xin tri ân đức cha du xe giám mục giáo phận thanh hóa đức cha du xe giám mục giáo phận nha trang đã nhận lời làm phụ phong và thật là thiếu sót nếu con không nói lời tri ân tới đức cha phê giám mục giáo phận mỹ tho đã vui lòng nhận giảng lễ truyền chức cho con con xin cảm ơn quý cha tổng đại diện quý viện phụ quý đức ông quý cha giám đốc các chủng viện quý bề trên các dòng tu quý cha quý thầy quý tu sĩ nam nữ quý khách và tất cả anh chị em có mặt trong thánh lễ hôm nay sự hiện diện đông đảo của quý cha và quý vị thể hiện sự hiệp thông sâu sắc và là sự khích lệ to lớn đối với con tự thâm tâm con đổi ơn các ân sư của các trường mà con đã được diễm phúc thụ giáo. Tiểu trung viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Đại trùng viện Sau Biển Nha Trang, Viện Đời Sống Thánh Hiến Á Châu và Học viện Đông Bosco Manila Philippines. Chúng tôi chân thành cảm ơn chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương đã gửi lãng hoa cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp, nhất là sự hiện quý báu của quý vị trong thánh lễ hôm nay đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn chính quyền tỉnh đắk lắc thành phố buôn ma thuột đã tạo điều kiện thuận lợi để thánh lễ được diễn ra tốt đẹp an ninh và an toàn kính chúc quý vị sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chúng tôi tri ân quý vị đại diện các tôn giáo bạn đã đến tham dự lễ truyền chức giáo mục để chia sẻ niềm vui và biểu lộ tinh thần đoàn kết liên tôn sâu sắc kính chúc quý vị sức khỏe và bình an với tình hiệp thông và hiệp nhất trong gia đình giáo phận. Con xin gửi lời kính chào và tri ân đến quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã cầu nguyện cho con trước đây và hôm nay đã vui lòng đón nhận con với tư cách là người mục tử để cùng với anh chị em phục vụ giáo phận truyền giáo thân yêu của chúng ta. Với ban tổ chức, con xin khắc ghi những hy sinh vất vả của quý cha, quý cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha trưởng ban, quý sơ và tất cả những ai bằng cách này hay cách khác đã cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ hôm nay. Vì giáo phận thân yêu và vì yêu thương con, quý cha và mọi người đã đồng tâm hiệp lực cộng tác với nhau để tổ chức thánh lễ thật trang nghiêm sốt sắng và tốt đẹp con xin hết lòng cảm ơn trong giây phút thiêng liêng và trang trọng này con kính cẩn hướng lòng tưởng nhớ và tri ân đến quý đức cha tiền nhiệm tiền bối đáng qua đời đức cha phêrô nguyễn huy mai đức cha Xe trịnh chính trực đức cha Xe nguyễn tích đức và Đức cha lô Nguyễn Văn Hòa. Từ những ngày đầu hình thành giáo phần, quý Đức cha đã đặt nền móng và đã dày công xây dựng để giáo phần được phát triển tốt đẹp như ngày hôm nay. Con xin quý Đức cha cầu nguyện cho vùng đất thân thương mà đã một thời quý cha Đức cha đã gắn bó và đã coi như nhà của mình giáo phần ban mê thuật thân yêu. Trong ngày trọng đại của đời con hôm nay, Xin cho phép con được thắp lên một nén tâm hương Tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành Và dưỡng dục của thân phụ mẫu Là ông cố, Phaolô và bà Mata Song thân yêu quý đã thông truyền sự sống và đức tin cho con Đã gieo mầm và nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến phục vụ nơi con Ngày đêm âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho con Được ơn trung thành và bền đỗ theo Chúa đến cùng Cả một đời chân lấm tay bùn, các ngài đã hy sinh vất vả để con an tâm hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ gia pha nhân. Nhưng giờ đây, không thể hiện diện thể lý với con trong giây phút thiêng liêng và trọng đại này. Nguyện xin Chúa ban thưởng hạnh phúc thiên thiên đàng cho cha mẹ của con. Trọng kính quý đứng bậc và quý vị, xin vui lòng thêm cho con một ít phút để con được nói ra đây tâm tình lẫn lộn của con khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giáo mục, vinh dự, gánh nặng. Con vừa mừng lại vừa lo, mừng vì biết rằng Chúa yêu thương con, chọn con dù biết rõ con bất xứng, nhưng lo vì nhận thức rằng sứ vụ quá cao cả mà cũng đầy thánh đố đối với con. Băn khoăn suy nghĩ, con chợt nhớ lời Chúa dành cho Thánh Phaolô Lô khi lãnh nhận sứ vụ tâm đồ dân ngoài ơn ta đủ cho con con cảm nhận lời đó như lời chúa đang nói với con trong thâm tâm ơn ta đủ cho con con được an ủi được khích lệ được an tâm và con đón nhận sứ vụ mới với niềm tin thác có chúa cùng hoạt động trong kính Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể quý vị Ngôn bất tận ý Lời không thể nào nói được hết ý Con đã nói nhưng không thể nào nói được hết lòng biết ơn vô hạn của con Đối với các đấng bậc và mọi người Con chỉ biết cúi đầu tri ân cảm tạ Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bồi hầu cho quý đấng bậc Cũng như toàn thể quý vị Kính xin mọi người tiếp tục yêu thương cầu nguyện và nâng đỡ con trong sứ vụ mới. Con xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc toàn cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.